Dạ em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên ngày 25 tháng 4 năm 2022 nhân cả nhà mình nha. Thì nay cái lan đường Vũ Thái của em lên lại một số ít chậu lan thùng ở bên vườn nhà em nha cả nhà mình nha. Thì hôm nay em lên là quế trắng tháng 8 nha. À, quế trắng tháng 8 thì hôm nay lên 3 chậu nha, có một chậu rất là to đây. Rồi em lên kiều tím miền Trung nha. Kiều tím miền Trung 2 giò. Kiều cam, cánh trắng hồng cam đó, 2 giò và kiều vuông. Kiều vuông là bắt cũng 2 giò nha, rất là đẹp nha. Rồi sóc. Rồi sơn thủy tiêu. Rồi một con giò hoàng nhạn. Rồi mỹ dung dạ hương, vanda uyên ương nha. Đó thì hôm nay những cái chậu hàng thùng này rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là kiều vuông gặp bắt này cả nhà này. Đó một chậu của nó rồi. Rất là to, rất là khủng luôn nha. Hàng thì để trồng được một chậu kiều vuông lọc bắc như thế này mà hàng thùng toàn thân tơ như thế này hết thì nó là cả một quá trình nha cả nhà nha. Một chậu kiều lọc bắc rất là đẹp luôn. Chậu này chậu size 30 nha, rất là tròn đều, nó là quá đẹp luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ vô tình hình nha, thì em giới thiệu tình hình và báo giá luôn nha. Hôm nay lô cái lô bánh đa rất đẹp luôn nha, bánh đa người này cả nhà mình thấy đẹp chưa. Rồi em vô hình số 1 này. Hình số 1 thì em để giá 400, em bao ship có một về dáng hương rễ quạt nha. Tổng là 10 ngọn, còn là hàng lá xếp như thế này hết. Một về đây nha, đây là nguyên thủy của nó, một về này. 10 ngọn nha. Đó, một về rễ quạt 10 ngọn rất đẹp như thế này. Đó, cả nhà mình tiêu thế thác đủ như thế này. Và ngọn nào cũng đang có nụ nha cả nhà nha. Đó, toàn bộ là đang có nụ hết. Đó, lú nụ đó cả nhà. Nụ dưới này, nụ này. Nói chung là này này, nụ này. Ngọn nào cũng đang có nụ hết rồi. Đây nè, những cái nhọn bé nhỏ vẫn nụ hết. Tại vì nó nguyên thủy nó là một về mà, một về mẹ con thì khi mà ra hoa thì nó sẽ ra hoa đồng loạt hết luôn nha. Nguyên 10 cái ngọn này là đều có nụ hết luôn nha, tuyệt đối luôn, nụ tuyệt đối luôn. Đó, một cái về giá hương một rễ quạt của nó là rất đẹp luôn. Mà có thế thác đổ này. Đó. Về này thì quá quá đẹp luôn đó nha. Giờ cả nhà mình kiếm một lúa ghép thế này luôn thì 10 cái vòi hoa này lên thì 10 ngọn chứ mà nó tới mười mấy vòi hoa nha, có ngọn thì 2-3 vòi hoa luôn đó nha. Đó, nụ 2-3 vòi nụ luôn. Đó, ha. Mỗi đa số là mỗi ngọn là hai, gần dường như là 2 nụ hết. Đó thì phải nói là chi chít vòi hoa luôn. Về số 1 dáng hương rễ quạt này để giá 400, em bao ship luôn một về, tác phẩm rất là đẹp luôn. Hình số 1. Hình số 2 em có mỹ dung dạ hương. Để giá 350 em bao ship này. Có một cây mẹ con hàng lá xếp rất đẹp luôn nha. Một cây mẹ con này, một mẹ một con này. Đó. Cây cao tầm 50 phân nha. Rất là đẹp luôn, một cây xếp đẹp luôn. Và thêm một cây này nữa, một cây rời xếp đẹp này nữa. Đó. Hàng lá xếp rất đẹp luôn. Rồi hai cây này. Giá 350 em bao ship nha. Hình số 2 nha, 350, một cặp này 350 em bao ship. Hình số 3 thì hình này để giá 450 này, em bao ship luôn. Cũng một cây mỹ dung quá chất lượng rồi nha, quá đẹp luôn. Hàng lá xếp bản lá to luôn. Một mẹ ba con. Một con thân giữa này và hai con dưới gốc này. Quá đẹp luôn. Quá là tuyệt phẩm luôn. Rồi. Cái về số 2 này. Đó, cây mẹ thì nó bao chất lượng nó 450 bao ship. Hình số 5 nha, hình số 3 nha, xin lỗi. Rồi qua hình số 4. Số 4 thì em có kiều cả nha. Em qua kiều đi. Đây này. Đây một cái chậu kiều vuông là bắt, nói chung để thùng được có một chậu kiều vuông là bắt như thế này. Thì phải nói là quá là công phu luôn. Đó, thân tơ lên này rất là to, rất khỏe luôn. Đó, cái giò số 4 để giá 1 triệu em bao ship nha. Chậu này chậu size 30 nha. Đó, một cái giò kiều quay thân lá rất là đẹp luôn, rất là xanh tươi mơn mởn luôn. Cái này là em phun thuốc nấm nha cả nhà. Người đây những thân tơ lên này rất là khỏe luôn. Toàn bộ thân tơ này, toàn bộ những cái hàng thân này là đều chết này cho ho hết nha cả nhà nha. Đó, cái chậu này toàn bộ là hàng thân tơ hết, không có một cái thân già nào lọt đây nha. Để thuần được một cái chậu lan đẹp như thế này thì rất là công phu nha cả nhà nha. Mất một cái quá trình rất là. Đó, ghép cho một khúc giớn này. Đó. Nhà có phân sẵn rồi nha. Một cái chậu kiều phải nói là quá đẹp luôn. Nhìn rất đẹp luôn nha. Kiều vuông lọc bắc nha cả nhà nha. Em bao chúng vùng miền là kiều vuông lọc bắc nha. Đó. Kiều lọc bắc bây giờ thì giá thành cũng rất là cao nha cả nhà nha. 1 triệu em bao ship. Hình số 4. Rồi em qua hình số số 5 bên ra. Rồi cái chậu này quên ghi số đâu, ghi có như đây cũng lộn. Rồi cái chậu này thì quá quá là chất lượng luôn. Đó,
chỗ này thì toàn bộ là hàng thân tơ lên rất là đẹp luôn. Đó, để trên trong một cái chậu kiều mà cái góc rẻ đẹp như thế này. Đó, một quá trình luôn cả nhà, toàn bộ hàng thân hoa nha, không có không một thân già lọn đây nha. Đó, quay bao cho cả nhà mình đẹp luôn, cái chậu này rất đẹp luôn, tròn hết luôn, nhìn rất là phê luôn. Đây này, kiều ra thùng chậu như thế này cả nhà nè, chậu size 30 nha. Đó, một cái chậu kiều quá đẹp luôn. Đó. Rẻ riết nè, chậu này thùng rất là lâu năm rồi nha cả nhà nha. Đó, 4 năm trời mới được một cái chậu kia đẹp như thế này. Toàn bộ là hàng thân lá, thân tơ hết, không có thân già nào đây nha. Đó, cả nhà mình coi này, dưới góc này rất là đẹp luôn. Đó, trồng một cái chậu kiều đẹp như thế này thì rất là mất một quá trình rất là gian nan luôn. Thân tơ lên rất là mập, rất khỏe luôn. Đó, toàn thân tơ lên rất là nhiều luôn này. Đây này này. Đó. Cái này chậu này về cả nhà mình chăm chỉ cần thêm một năm nữa thì cái chậu này nó lên thân với nó là tuyệt vời luôn. Một cái chậu kiều đáng để sưu tầm cả nhà. Quá là chất lượng luôn. 1,2 bao ship. Cái này hình số 3 nha, em bị lộn rồi. Đáng lẽ gần hình này này. 1,2 nha, nói chung là số 3 kiều nha. Còn cái số 3 Mỹ Dung này thì 4 năm nữa nha. Em ghi nhầm rồi. Cả nhà mình thông cảm nha. Hình số 3 kiều vuông là bắc nha. Cả nhà mình lấy hình số 3 kiều thì 1,2 bao ship, một cái chậu kiều tác phẩm tuyệt vời. Đó, hàng thùng đẹp như thế này thì cả nhà mình không chơi thì chơi cái gì nữa. Tới Tết này thì nó sổ hoa hết. Chậu kiều thùng hết tròn đẹp như thế này luôn. Chậu này chậu size 30 nha. Đường kính size 30. Đó. Rồi em qua hình số 5 này. Số 5 nằm lên Vanda nha. Vanda Wigu nha cả nhà nha. Hàng này. Đó, một cây mẹ con đang ở nụ này. Cây mẹ đang hai nụ này. Đó, hàng là xếp đẹp như thế này. Quá là đẹp luôn. Cái này là bỏ gì khúc gỗ, cái khúc gỗ bỏ chậu nha. Về cả nhà mình chi bỏ ít qua thông nữa thôi là treo lên rất là đẹp luôn. Quá là một cây Vanda luôn, một mẹ một con, cây mẹ cho hoa, cây con vẫn cho hoa luôn, xếp đẹp như thế này. Cây này cao tầm 30 phân, hơn 30 phân tí. 250 bao ship cho cái chậu này hình số 5 Vanda Vinh Hương. Rồi qua hình số 6, một cây này, một mẹ một con nhỏ dưới đang lú này. Đó, một, nó nằm trong khúc gỗ nguyên bản nha, bỏ chậu nha cả nhà nha. Một mẹ một con, cây mẹ này hơn gần 30 phân, 30 phân rồi. Cặp lá thì cả nhà mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cặp lá. Một cây Vanda xếp đẹp như thế này, một mẹ một con như thế này thì quá là chất lượng luôn. 230 bao ship hình số 6. Rồi hình số 7, hình số 7 đây, 280 em bao ship luôn nha. Có một cây Vanda này, cây này nó là một mẹ hai cây con đó, và em ghép thêm hai cây rời này nữa vô. Hai cây rời thì đang có nụ này cả nhà này, cho nó đủ là một mẹ bốn con nha, đã thành năm ngọn nha. Một cây rất đẹp như thế này đó, rễ thì đã phúng hết rồi cả nhà này. Em ghép lên phục vụ đây, bỏ đây qua chậu đây, về cả nhà mình đi rải ít qua thông hay bỏ thang cũng được là đẹp của chậu liền. Rồi chậu này thì 280 em bao ship nha, rất là đẹp luôn. Hình số 7. Qua hình số 8. Chà, ghi thiếu lộn nữa rồi. Thôi số 8 không ghi. Qua hình số 9 luôn nha. Số 9 thì 230 này. Nhầm một cây này dễ thế. 230 bao ship nha. Cả hai cây này một cặp, rất đẹp luôn. Và hai cái nhỏ dưới nha. Đó, hàng thì em ghép cho khúc gỗ bỏ chậu như thế này nha, còn đang lụ nữa cả nhà này, đang hoa và đang lụ, hoa đây cả nhà, hoa này. Đây là chưa mới bung nha, chưa căng nha, căng cánh hoa này ra rất đẹp luôn, cái môi nó sọc sọc rất đẹp luôn cả nhà, đó rất là đẹp luôn, cực kỳ thơm nha cả nhà nha, lụ đang còn này, đó rồi một cặp này đẹp như thế này, cái nhỏ dưới 230 bao ship, chậu này quá đẹp luôn. Hình số 9, hình số 10 đây, nguyên một khúc nguyên bản này. Bây giờ hàng cái con nó đang mọc chi chít cả nhà. Cây này nó cái hộp nó rất phấn, rất chúng nó mọc chi chít luôn. Cây này là như thế là một mẹ này, rất đẹp luôn. Vanda Vinh Hương nha, ba con ở dưới này, xếp đẹp luôn. Chậu này quá đẹp luôn này, một mẹ ba con, hàng ghép chậu đã búng rễ hết rồi này, và thêm một mớ chi chít cháu chắc nó mọc dưới đây này, mọc dưới khúc gỗ này, khúc nguyên bản này. Cây này quá đẹp luôn, quá là chất lượng luôn nha. Đó, một mẹ ba con và thêm một đàn cháu mọc
xung quanh bên. Vô một cái chậu này rất đẹp luôn, 330.000 em bao ship hình số 10 van ra viên gương nha. Rồi qua số 11 này, quay đường này cho cả nhà mình dễ nhìn dễ thấy. 11 cũng 300 em bao ship nha, cũng một khúc nguyên bản này. Một cây mẹ này đang hai bờ ho này, một con này, 2 3 4 con, một mẹ 4 con dưới thì cũng ho tẹt ra luôn, cái nào cũng nhỏ mà cũng ho luôn nha. Nhỏ mà cũng đủ ho hết luôn nha. Cây mẹ đang hai bờ ho. Rồi chậu này một mẹ 4 con, quá đẹp luôn, tác phẩm của nó là tuyệt vời luôn, ho thơm lắm cả nhà, thơm lắm, ngồi lại nghe mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Rồi 300 em bao ship hình số 11 van nào yêu ương. Qua hình số 12 250 em bao ship này. Đó, một chậu này cũng giúp của một mẹ và một con, cây con đang nụ này, cây mẹ cũng đang nụ này. Đó, một mẹ một con rất đẹp luôn, sếp có nói nè, dòng này nhìn cái thân lá nó cũng đủ đẹp cả nha, rất là chất lượng luôn. Ghép một vô, bỏ vô cái cây vỏ chậu như thế này về cả nhà, bỏ qua thăm là kêu lên thôi, rất là đẹp. Giá 250 ba ship hình số 12. Qua số 13 đây, quy 100 luôn, để giá 270 nè, em ba ship luôn. Ghép một cây này, một cây này đang để nó nụ này, ho này, cây mày cây lớn này ho này, còn nụ chi chít luôn. Tổng cái giò này là một dê này, một mẹ hai con này, một cây rời nó hai này, cây nữa nó ba này, và cây đây một mẹ một con này. Đó, mẹ cho ho, con bé tí dưới vẫn cho nụ này. Rồi chậu này giá 280 bao ship nha, hình số 13 270 bao ship luôn, rất là đẹp luôn. Hình số 14 cũng 270 luôn, em bao ship luôn. Ui, trời nụ cả nhà này, nụ quá trời luôn, nụ này. Đó, nghe cái cây này là một cây này, có một cây nhỏ là hai này, một cây giữa là ba này, cây đây nó 4 này, cây này cũng nụ quá trời luôn, và cây nhỏ 5, cái chậu 5 cây nha. Nụ thì chi chít, hoa thì cũng bắt ngát luôn. Đó, nụ này, cây này cũng nụ quá trời luôn. Ghép vô một cái khúc gỗ bỏ chậu nha, để ra đã phun hết rồi. Cái này cũng cắt nguyên bản mà về nó hơi bị lông rồi, em ghép bỏ vô đây nha cả nhà nha. Đó, rất đẹp luôn. 270 cho chậu này, vừa có hoa vừa có nụ, về cả nhà mình sổ hoa ngắm thơm, mùi thơm thì cực kỳ thơm rồi. Hình 14 270 bao ship. Hình số 15 cũng một chậu van ra nguyên ương luôn nha, để giá 190 nè, em bao ship luôn. Một cây đang hai nụ này, cây giữa dưới này rất là to này, đang có hoa luôn. Chậu này cũng 5 ngọn nha, đây cây nữa, đây cây nữa, và đây cây nữa, hoa đây bắt đầu bung cả nhà này. Đó, rất đẹp luôn, rất thơm luôn. Rồi chậu này nhỏ nhỏ xinh xinh, 5 cây 190 bao ship luôn. Hình số 15 rất là đẹp luôn. Rồi qua số 16 có sơn thi tiên nha, để giá 200 một chậu, em bao ship luôn nha. Đây một chậu sơn thi tiên, ui trời ơi là thằng tơ rất là nhiều luôn, tà là luôn. Về cả nhà mình thay cái chậu cho em cho nó đẹp. Đó, một chậu sơn rất là nhiều thằng tơ này, ui rất là nhiều thằng tơ luôn. Có một chậu tờ lừa như thế này, đó giá chỉ 200.000 em bao ship luôn nha. Sơn thi tiên nha cả nhà nha, 16 giá 200.000 một chậu, em bao ship luôn. Đó, em có hai chậu, thân rồi nha, lên rất là to, rất là khỏe luôn, còn ngồi thân tơ rất đẹp. Ừ, đây thân tơ nữa nè, cứ một chậu là 200.000 em bao ship, thân là bát ngát luôn. Một cây này y như sọc luôn đó nha, đó, cá nào lấy y như sọc luôn nè. Chậu này đẹp, 200.000 em bao ship luôn một chậu. Sơn thi tiên là 200.000 một chậu, em bao ship. Hình số 16 nha. Rồi qua số 17 thì em có một chậu kiều cam này, cánh trắng hồng cam nha cả nhà nha. Kiều này thì nghiêng thì thân nó không vuông vuông này cả nhà, nó không phải cái kiều vuông nha, nó thân hơi vuông. Ô, đây là một chậu này, rất là nhiều thân này. Đó, bây giờ mầm tơ cũng đang lên rất là nhiều này. Một chậu kiều cam như thế này, giá 190 bao ship luôn nha. Hàng thùng này ổn định hết rồi nha, rễ riết thì bao hết luôn cho cả nhà mình rồi. Chi chít rễ dưới đây hết rồi này. Đó, rồi 190 cho cái chậu này. Lá này, lá mít đẹp luôn á. Kiều cam 190 em bao ship, hình số 17 một chậu. Qua hình số 18 thì cũng một giò kiều cam này, để giá 270 em bao ship này. Đó, kiều cam thì bản thân cái thân nó vuông vuông như thế này cả nhà này. Đó, đấy, nó không có vuông như kiều vuông. Chậu này rất to rất đẹp luôn này, mầm tơ đang lên chi chít luôn, còn đang lấy mầm lên nữa này. Ui trời, mầm này, mầm này, đó mầm lên này. Rồi chậu này rất là đẹp luôn,
rất là to, 270 bao ship nha. Hình số 18 bằng chậu kiều cam này, rất to rất đẹp luôn. Đó. 270 chậu kiều cam này, chậu này size 25 nha, 270 bao ship hình số 18. Hình số 19 thì có một chậu hoàng nhạn nha, hoàng nhạn cả nhà, hoàng nhạn tháng 4 nha, ghép lên một khúc lúa đây, hàng thùng rẻ rất là đẹp luôn. 900 bao ship cho một chậu hoàng nhạn này, đẹp cực kỳ luôn. Đó, nó là được 1 ngọn, 2 ngọn, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ngọn. Rất là đẹp luôn. Đó, một chậu hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn thì về nhà này, giờ này thì cả nhà mình cũng biết rồi, giá thành bây giờ rất là cao luôn. Rất đẹp luôn. Này. Đây, một chậu đẹp như thế này mà giá 900 ngàn bao ship luôn. Đó, đây một chậu hoàng nhạn tháng 4. Rất là chất lượng luôn. 900 em bao ship nha. Ui, để nó ra rất là khỏe luôn cả nhà, xanh tươi mận mẫn luôn. Đó, ghép từ chỗ này lên rất là đẹp luôn. Rồi 900 ngàn cho cái chậu hoàng nhạn tháng 4 này, em bao ship nha, hình số 19 bao đẹp luôn. Hình số 20 thì em có một chậu hải âu này. Đó, có hai cây, một cây mẹ con và bên đây một cây, một mẹ hai con và bên đây một cây rồi này. Lá rất là bự, rất đẹp luôn. Rễ này, ôi trời, cả nhà mình coi rễ nó khỏe chưa, mọc này. Đó, cây rất là khỏe luôn, xếp đẹp luôn. Một chậu hoàng nhạn, quên một chậu hải âu nha, bao đẹp cho cả nhà mình luôn. Đó, hàng thùng rất là đẹp luôn, vô một chậu gỗ cắm xe rất là đẹp luôn. Chậu gỗ này 50 ngàn rồi cả nhà. Đó, hai cây rất đẹp luôn, rễ cả 200 ngàn cho cái chậu hải âu này, bao ship nha. Nào, cái chậu đã hết 50.000 rồi cả nhà, công chăm sóc công ngày nọ nữa em bán 200 ngàn bao ship, tiền ship thì cũng rất là cao rồi. Chậu này thì 200 ngàn bao ship nha, hình số 20 một chậu hải âu rất đẹp luôn, 200. Rồi qua hình số 21 tới gì đây, đây rồi, rồi tới chậu kiều tím đây. Đi qua đây, quay 21 một chậu kiều tím đẹp như thế này, hàng thùng này. Đó, rất đẹp luôn. Ui, mầm đang lên nữa này. Đó, một chậu kiều tím miền Trung, thùng rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà mình thường cái chậu kiều tím. Do thì nhìn cái thân lá là nhìn nó đẹp nha, chứ giờ một cái dề kiều mà lên mình nhìn ở trụi thân không có lá đâu. Nhìn nó rất là mất thẩm mỹ nha cả nhà nha. Cái chậu nó không được đẹp mà chờ cái mầm lên thì cũng hơi bị lông. Đó, thùng vô cái chậu nó cũng đẹp mắt nữa. Đó. Rất là đẹp luôn. 270.000 cho cái chậu kiều tím miền Trung này, em bao ship luôn. Đó. Rất đẹp luôn, vô cái chậu này. Nhìn rất là đẹp nha. Đó, em quay trên xuống nhìn cũng rất là đẹp luôn. Rồi 270 cho cái chậu kiều tím này, hình 21. Qua hình 22. Đây có một chậu kiều tím này. Em ghép cái từ lưa hết đây luôn này. Vô một cái chậu gỗ căm xe này, đó. Ghép ở giữa rồi ghép ở ngoài xung quanh sẽ nó bám này. Trời này đi hết quanh chậu rồi. Đó. Bám đầy dữ luôn. Ghép trong ghép ngoài, thân tơ thì lên mơn mởn luôn, rất là nhiều thân tơ lên luôn. Đây cũng kiều tím miền Trung nha. Này, thân tơ lên rất là đẹp luôn, mầm còn đang lên nữa này. Rất là nhiều mầm luôn. Chậu này nha. Đó, nhìn rất đẹp luôn, ghép cho một chậu gỗ căm xe. Rất là chất lượng luôn. Chậu này đây giá 430 ship nha, hình số 2 nha, kiều tím miền Trung. Ghép vô chậu gỗ này, để thì cái nhà mình khỏi bàn luôn, bám hết khu chậu này rồi. Giờ chỉ treo lên thôi. Rất là đẹp luôn, chỉ có 400 ngàn thôi, kiều tím miền Trung quá là rẻ luôn. Hình số 2. Qua hình số 3 có một chậu sóc này. Đó, một chậu sóc, sóc thì cả nhà mình biết không, giờ này thì những cây sóc mà xếp đẹp như thế này, đó, những cây sóc mà xếp đẹp lá mít như thế này, lá rất là ngắn này. Đó, để thun một cây sóc mà từ rừng về nó mất nước mà tới khi nó căng lá thì lại như thế này thì quá trình mất một thời gian khá là dài nha. Chậu này gồm có 1 ngọn, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 ngọn như đó cả nha. Rất là đẹp luôn, toàn những cây sóc xếp mít đẹp như thế này nè. À, lá có đục rồi nha. Đó. Những cây xếp mít. Đó, một chậu sóc quá đẹp luôn. Quá là chất lượng luôn. Ghép vô một cái chậu gỗ canh xe. Đó. Rễ này. Hàng thùng như thế này mới gọi là thùng nhân cả nhà nha. Đó, cây rất là khỏe rồi. Đó, toàn là những cây sóc xếp mít này, bản lá dày to. Chậu này 900 em bao ship nha, hình số 23 nha.
Một cái chậu sóc nó là quá tuyệt vời luôn này. Ui trời, những cây sóc xếp mít đẹp luôn. À, toàn là bản lá ngắn hết nha. À, toàn là bản lá ngắn xếp mít hết như thế này. Rồi, chậu sóc này rất là đẹp luôn. Giá 900 em bao ship. Ừ. Bao đẹp cho cả nhà mình chậu sóc này luôn. Hình số 23, 900 em bao ship. Quá là đẹp luôn. Rồi qua hình số 24. 24 tới gì đây? Đây quế nha, quế tháng 8. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Hàng thì đây. Em mở chậu ghép vô chậu canxe này, cũng có bảo phân ở dưới này nè cả nhà này. Đó, bảo phân dưới nó. Rồi bỏ ít một tí cái gỗ cây nó ẩm ẩm giữ ẩm lên. Một cây quế tháng 8 hàng là xếp đẹp như này. Cái này cũng mới thùng rồi nha cả nhà nha. Rễ thì nó bám cái chậu này. Nó ra bám chậu hết rồi này. Đó, nó đi luồn lách dưới này hết rồi. Thì cây này chỉ việc là tưới nước, là hút nước hút phân là cây nó sẽ căng bóng là bắt đầu nó phát triển nha. Thời gian đầu ghép thì cây nó rất là mất sức, nó dễ bị tuột lá chân. Nhưng mà khi đã ra rễ ổn định như thế này rồi thì cây bắt đầu cứ vậy mà vươn tới thôi, đi lên thôi. Một mẹ một con, một cây quế trắng tháng 8. Một con như này này. Đó, hàng thì bốc đường về thì vận chuyển có một số lá bị xước này cả nhà này. Đó, thì em nói trước nha. Thùng thì những cây rừng thì nó bay vậy thôi. Chứ còn hàng công nghiệp thì họ cái mùa họ thùng từ bắt đầu từ nhỏ tới lớn thì cây nó không có lỗi lầm thì rất là đẹp luôn. Còn hàng rừng thì mình về thùng thì phải có lỗi lầm nha cả nhà nha. Một chậu quế trắng tháng 8, một mẹ một con. Rễ đã ấm chậu rồi. Đó, đi rễ như thế này rồi thì ok rồi nha cả nhà nha. Rất là đẹp luôn. Đó, rồi chậu này đã giáp 413 ship nha. Chậu có chậu gỗ không là 50.000 đồng. Rồi. Cái về quế ra nếu mà mình bán rời thì cũng đã 300.000, hơn 300.000 rồi. Đó, rất đẹp luôn. Một chậu quế trắng tháng 8. 413 ship, hình số 24. Qua số 25 cũng một chậu quế trắng tháng 8 luôn. 450 bao ship nha, cũng thùng vô cái chậu gỗ găm xe, cũng bao phân như này hết luôn này. Ui rễ giờ ra đâm xanh chi chít hết rồi cả nhà này, ấm chậu rồi đó. Cây này đã là ấm chậu rồi thì nó bắt đầu nó chỉ phát triển thôi. Chỉ gì mà lên thôi. Một mẹ, hai con hai ngách hai bên, y như là cái sừng chậu luôn, hai bên hai con, y như. Đấy là rất đẹp luôn. Chậu này đây. Cũng giá 450 bao ship nha, chậu này 450 nha. Chậu này thì nó thêm một con nữa. Đó, cây thì bắt đầu là đã ổn định trở lại nha. Hàng thùng thì cũng mới thùng mà cây đã bắt đầu ổn định rồi này. Đó, thì rễ nó ra như thế này thì rất là đẹp rồi. Ui trời, rễ ra xanh âm hết luôn. Thì những cây quế trắng tháng 8 như thế này, những cái đầu rễ xanh như thế này, thường thì nó sổ mặt hoa màu xanh cớm nha cả nhà nha. Đó. Còn có những cây nó rễ nó hơi màu ngã màu nâu hoặc là màu tím thì những cái đó thì thường thường thì nó ra màu trắng đục đục. Đó. Thì theo cái kinh nghiệm của em thì em cũng từng sổ những cây hết, thường những cái đầu rễ xanh như thế này này, đó, mặt hoa dễ rất là dễ màu xanh cớm, rất là đẹp luôn. Đó, còn có những cây quế nó vẫn đây, những cây này thì đầu rễ nó hơi bị ngã vòng nâu nâu, thì chắc chắn cái này sẽ ra màu quế trắng hơn ngã vàng vàng tí rồi. Đó, hiếm lắm có cái nào, hiếm lắm cây nào rễ xanh như thế này em nha cả nhà nha. Đó, rồi 450 cho hình 25, em bao ship. Qua hình 26 để giá 1.500.000 này, em bao ship luôn nha. Cho nguyên một cái chậu quế trắng 8 như thế này. Ui trời, chậu này rất to rất đẹp, xanh mướt luôn. Ghép vô cái chậu gỗ này. Đó, chậu này là chậu size 30, có một khúc lũa ở giữa nha. Đó, đây những cây quế này. Cây quế chúng ta bắt đầu phát triển mạnh rồi. Thì hàng như thế này rồi, tháng 8 này em bao hoa cho cả nhà mình luôn. Đó, chậu này thì được 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4, 5 6 7 8 9 ngọn. 9 ngọn quế trắng tháng 8. Cho một cái chậu này, ui nặng lắm. Rất là đẹp, hàng rễ này. À, rất là đẹp luôn. Ừ, một cái chậu như thế này, nhìn ở ngoài thì đẹp. Nhìn ở ngoài thì nó sáng sủa hơn cả nhà. Trong video nhiều lúc nó quay nó cái hình ảnh nó bị như vậy đấy. Đó, một chậu đẹp như thế này. Đó, quá đẹp luôn. 1.500.000 em bao ship nha. Hàng thùng xanh tươi mơn mởn hết rồi. Đó, thùng vô một cái chậu. Đây này. Rễ thì hết đi hết vô chậu quấn hết như thế này, thùng nó lâu năm rồi nha cả nhà nha. Đó. Rất là đẹp luôn. 1.500.000 cho cái chậu này em bao ship hình số 26. Rồi, hôm nay em lên bao nhiêu hình đó thôi. Hình số 6.500.000 nha cả nhà nha, em bao ship nào, tiền thùng tiền ship hết 200.000 rồi. Rồi, em lên bao nhiêu đó cả nhà mình siêu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để đến tiêu đề cả nhà.
Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người nha.